Chào bà con, chào các bạn nha. Hôm nay em đi chích cái bầy heo mà nó bị chết một con rồi, tức là heo cũng lớn rồi, chết một con rồi. Thì chỗ này là cái chỗ mà hổm em có làm cái clip về con heo mà nó bị lòi đơm đó bà con, tức là nó bị lòi đơm rồi em khâu lại đó. Cũng có nhiều anh chị nó khâu lại như vậy thì không được như thế này thế kia mới được, mà cuối cùng thì cũng được bình thường. Bây giờ heo của Thím có vấn đề, Thím điện em ra nữa nè. Thì heo nghe nói cũng bự rồi, chết một con thì em sẽ chích cho những cái bầy kế đó đó bà con. Không biết là như thế nào để mình tôi tới đó là mình coi nha, cũng gặp tới nhà. Đường nó hơi nhỏ bà con, đường vô nhà. Rồi để vô trỏng ngày hôm qua cho bà con coi nha. Tới nhà. Mày bên kia các bạn, mày bên kia mày. Bầy đó vô chăm hết rồi đó. Dạ. Con nãy con bên kia con nhỏ mà. Hả? Con đem ra ngoài nó nhỏ mà. Con bự hả? Tự nha, trong bầy này nó bự không hay là nó nhỏ? Vậy ha. Hồi nãy bà Bảy có căng thử không? Không. Mẹ heo này bán vừa rồi, nó lên nó nọng rồi. Dạ. Không, bữa nay con giết con hết rồi, con không có đem theo nữa. Không có đem hả, để Thím đi lấy. Dạ, có giết lấy một con. Bộ mũi cắn dữ lắm sao vậy? Biết sao, chú Bảy ổng cứu một chú không có ra cứu, tao đừng lấy con mình chẳng. Bộ mũi cắn quá. Để Thím đi lấy cái giết, tôi giết cái mỏ này. Heo này thì vô chăm hết rồi các bạn. Bài này nè, bài này có một con gãy nè. Heo này nó nhát dữ trời, bài nào cũng như bài nấy thôi. Tiếng gọi cũng nhát dữ lắm luôn nè. Không sao đâu, không sao đâu. Rồi mấy cái lỗ tai nữa nổi đỏ đỏ là mày có để ý nó không? Mũi nhiều lắm hả? Mà sao mà có mũi, có những bà chủ cắt,
Heo này Dạ. Thì bày đó khỏi chết để đây rồi kêu nó qua. Qua bán. Như vậy thì là nếu như vậy là bảy phải cho nó ăn ít lại cái máng tự động đó. Là máng tự động nó kêu múc ra bớt đi, nó ăn ít lại thôi. Ăn cầm chừng thôi. Kệ nó. Vì là đổ có môn mà đổ quá chứ bỏ trong máng nó còn nó lắc trời rồi. Thì bởi vậy đâu, mình đổ đi. 3 4 cộng kìa. Mà nó lắc còn xuống vậy đó. Đổ đi đừng có ấy nữa. Đổ không đi nha. Đổ thôi. Chú bảy ông mới kéo cái canh hôm qua. Cho nó đói đói đi. Cho nó đói đói đi ha. Dạ đúng rồi. Kệ nó bây giờ như vậy đó mà nó yên tâm, còn cho nó ăn nhiều quá nguy hiểm lắm. Nhiều quá rồi cái trời ơi cái mát này Trình ơi, sao mà cái gì mới mua về nó cũng lợn nữa chứ không phải mà nó mới mua về mà nó không lợn mình dặn nó sát lên xuống ít đâu. Đi kìa, cái cột chi chi coi kìa, cột lại mà nó cũng ra nhiều ha. Ừ vậy mà nó lắc cái cột nó ra nó cứ trơn vậy đó. Dạ. Thương luôn mà tao không biết cách thức làm sao đó chứ không thể ít nữa chứ. Heo đó gì chứ để nữa là lên mỡ dữ lắm. Giờ nó đang vừa ngon. Tâm các bạn ơi, giờ mình về thôi. Thì thuốc mà mình chích á là heo này nó bị Ebola các bạn. Nó không phải bệnh phải dịch tả hay gì hết, bị Ebola các bạn. Heo bự không phải là không bị Ebola nha các bạn. Các bạn phải bà con cũng phải hết sức là cẩn thận nha. Heo là phải chích ngừa Ebola và lặp lại nha, chích lặp lại. Tại vì mình chích ngừa ba bệnh xong rồi đó. Như hồi nãy cái cô chủ nhà có nói đó các bạn. Là cổ đã chích ba bệnh rồi nhưng mà lại không có chích Ebola, không phải chuẩn bị nó phải chuẩn bị, phải có chích lại rồi, có chích lại rồi nhưng mà không có chích Ebola. Thì chích như vậy mà nó sẽ xảy ra hiện tượng mà heo bự mà bị Ebola đó. À, con heo mà nó bị Ebola nó chết đó là cái bụng nó sẽ trướng lên các bạn, trướng lên và cái đường ruột nó đặc biệt là trong cái ruột non của nó sẽ bị nó sẽ có cái thức ăn đó các bạn, ruột non mà có thức ăn nha, tức là có cám, non có cám do nó không có tiêu quá, không tiêu nên nó sẽ giòn, sẽ giòn lên cả cục non luôn. Thì mình nuôi nhiều, làm nhiều thì bà con sẽ thấy cái trường hợp đó. Các bạn khi nói ra nó sẽ đúng với cái trường hợp này và nó không đúng với cái trường hợp khác. Thì có nhiều bà con nói kêu bự mình thấy nhiều bự đi. Không đâu các bạn. Nhiều bự đi. Thôi, vậy thôi kết thúc video này. Mình sẽ chích ngừa những cái này theo kia là mình chích cái gì, bà con nên chích bằng tilo nha, tilosin và colistin. Thì hãy chích mà không có ai quay được cái trang các bạn, cái cô này cái gì cái thế này á, không biết chị quay video nữa là em không quay được. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà họ không có làm cái video về cái con heo mà nó bị lồi đơm đó, nó bị sai chuyện dạng đó. Câu lại đó thì bây giờ người ta lại kêu mình đó thì hôm nay phải ra em làm giúp đỡ người ta thôi, tại vì cái chỗ này là cái chỗ mà hồi xưa là giới thiệu em bà con giới thiệu em ở cái khu này nè nên mình không thể nào bỏ được, nên mà không có bỏ được, cỡ nào cỡ cũng phải đi. Chứ
nói em nghe kỹ làm hả. Thì bây giờ mình cũng đi làm lại ở những cái chỗ mà nó cần thiết á, mình không có thể nào bỏ người ta được. Cái chỗ mà giới thiệu những chỗ mới mẻ lâu á, không bỏ ta được đâu. Thì cái thím này á là mấy chị con gái của thím là toàn bộ là em làm nuôi heo là em làm hết, hồi trước là em làm hết nên là mình cũng không bỏ được. Ở nhà nuôi heo thì